Hoan hạnh chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mệnh Tài Lộc ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng Mệnh Tài Lộc trong suốt quãng thời gian vừa qua. Hy vọng anh chị và các bạn vẫn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Mệnh Tài Lộc trong những thời gian sắp tới. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Mệnh Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày 29 tháng 3 năm 2024. Vậy thì đón vận trình ngày mới, đường công danh sự nghiệp, sức khỏe tình duyên và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp được những điều may mắn và con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình ngày mới của mình? Đường tài lộc cụ thể của từng con giáp sẽ biến động ra sao? Và 12 con giáp nên làm những điều gì để có thể đón một ngày mới tốt lành, hanh thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về tay nhiều hơn? Vậy thì trước khi vào tìm hiểu nội dung chính, nếu quý anh chị và các bạn là những người lần đầu tiên đến với Mệnh Tài Lộc hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Sau đó nhấn tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ các video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và ngay bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của ngày hôm nay. Về thông tin tử vi ngày 29 tháng 3 năm 2024, thứ 6 dương lịch. Âm lịch là ngày 20 tháng 2 năm 2024, là ngày Nhâm Thìn, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Tiết khí Xuân Phân, hôm nay là ngày Thiên Hình Hắc Đạo. Giờ Hoàng Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Tuổi hợp xung ngày hôm nay tam hợp với tuổi Tý và tuổi Thân, lục hợp với tuổi Dậu, hình với tuổi Thìn, hại với tuổi Mão và xung với tuổi Tuất. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ và Quý Hợi. Về ngũ hành niên mệnh, trường lưu thủy, hôm nay là ngày Nhâm Thìn, tức chi khắc can. Nạp âm trường lưu thủy kỵ tuổi Bính Tuất và tuổi Giáp Tuất, ngày thuộc hành thủy khắc hành hỏa. Đặc biệt người tuổi Mậu Tý, tuổi Bính Thân và tuổi Mậu Ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Tam sát kiêm mệnh tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Sửu. Sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Thủ Nhật và sao Cát Kỳ. Sao xấu thì gồm có sao Nguyệt Hại và sao Thiên Hình. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 29 tháng 3, quý anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như xuất hành, nhận chức, chữa bệnh, giải trừ và thẩm mỹ. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng và cải táng. Về hướng xuất hành, đi theo hướng chính Tây để đón tài thần và đi theo hướng chính Nam để đón hỷ thần. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 29 tháng 3 năm 2024. Và ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu vận trình chi tiết cụ thể của từng con giáp trong ngày 29 tháng 3 năm 2024 ở ngay nội dung dưới đây. Đầu tiên, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày thứ 6, ngày 29 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 29 tháng 3 cho thấy, đón ngày mới, người tuổi Tý trải qua một ngày khá bình yên nhờ có tam hợp phù trợ. Tuổi Tý hôm nay nhận được những sự ủng hộ của tập thể nhờ có sự thông minh và tinh tế khi giải quyết công việc. Ngoài ra, mệnh chủ người tuổi Tý còn có khả năng gắn kết tập thể, khiến cho mọi việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn so với ngày thường. Hôm nay, tuổi Tý làm việc liên quan đến nghệ thuật, sáng tạo, truyền thông hoặc những công việc tự do thì sẽ có cơ hội tốt hơn để giành được những thành công. Nhưng bạn không nên vồ vập quá với bất cứ cơ hội nào, mà cũng nên kiểm tra kỹ lưỡng trước khi gật đầu đồng ý để tham gia. Lượt giải tử vi 12 con giáp cho thấy trong ngày thủy khí đang vượng thì ngày này báo hiệu sức khỏe của tuổi Tý đang có chút vấn đề. Có thể ở dịp cuối ngày bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đây cũng là lúc mà bạn cần phải tìm ra các vấn đề rắc rối khiến cho thể trạng của mình không được tốt và cũng nên giải quyết chúng sao cho ổn thỏa. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sự căng thẳng về mặt tinh thần. Tuổi Tý cũng nên nghĩ ngợi ít hơn và nên suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực hơn. Về tử vi tuổi Giáp Tý mệnh Kim, người làm kinh doanh có cơ hội hợp tác, làm ăn có lợi, thu về tài lộc đầy tay. Về tử vi tuổi Bính Tý mệnh Thủy, tình cảm đang có tiến triển tốt đẹp. Người độc thân hãy mạnh dạn tiến tới trong mối quan hệ hiện tại. Về tử vi tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa, quá trình làm việc khá thuận lợi, có thể gặp được những đối tác đáng tin cậy để hợp tác lâu dài. Về tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ, nếu có cơ hội thăng tiến xuất hiện trước mắt thì bạn hãy nhanh tay để nắm bắt, đừng chần chừ do dự. Về tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc, hôm nay có cơ hội để cải thiện nguồn thu, giúp tài lộc tăng tiến, tiền bạc có phần rủng rỉnh hơn. Về sự nghiệp của người tuổi Tý ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý là người tuổi Thân và người tuổi Dần. Con số may mắn là số 7 và số 9 và màu sắc cát tường là màu đỏ và màu vàng cam. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 29 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày thứ 6, ngày 29 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy, hôm nay người tuổi Sửu được đánh giá khá cao vì tinh thần trách nhiệm và rất nghiêm túc trong công việc. Tuy nhiên, trong ngày do ảnh hưởng của cục diện tương phá đã khiến cho người tuổi Sửu lại tỏ ra có phần khá bảo thủ, cứng nhắc và không chịu lắng nghe những lời khuyên hoặc những lời góp ý của người khác. Từ đó rất dễ dẫn đến những sai sót trong công việc và làm ảnh hưởng tới uy tín cá nhân. Bên cạnh đó, đường tài lộc của mệnh chủ tuổi Sửu hôm nay cũng đang có phần sa sút. Những người tuổi Sửu cũng cần phải chú ý đôi chút nếu như muốn mình có tiền bạc cầm tay thay vì việc chi tiêu quá đà. Ngoài ra, khi đến những nơi đông người thì bạn cũng cần phải hết sức cẩn thận để tránh bị mất trộm mất cắp. Tốt hơn hết, bạn không nên mang theo quá nhiều tiền mặt bên mình. Luận giải tử vi 12 con giáp cho thấy đường tình duyên của tuổi Sửu hôm nay thì cũng không được may mắn cho lắm do trong ngày đang chịu sự ảnh hưởng của thủy thổ xung khắc. Tuổi Sửu cũng nên dành thêm thời gian cho nửa kia của mình và cũng nên hạn chế những buổi nhậu nhẹt tụ tập với bạn bè. Bạn hãy nhanh chóng thay đổi những thói quen không tốt, nếu không bạn có thể sẽ đánh mất những người mà mình từng yêu thương. Về tử vi tuổi Ất Sửu mệnh Kim, hãy quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe vì đó là điều kiện bắt buộc nếu bạn muốn có được thành công. Về tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy, bạn nên tập trung vào công việc chính, đừng quá quan tâm đến nhân tình thế thái xung quanh. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, hãy xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình rồi lấy đó làm cơ sở cho mọi việc. Về tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, bạn hãy bình tĩnh lắng nghe tiếng nói từ chính nội tâm của mình, chớ vội chạy theo chân của người khác. Về tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, tài lộc hôm nay đang có dấu hiệu bị hao hụt khi bạn đang để cho người khác lợi dụng quyền hạn. Về sự nghiệp của người Tuổi Sửu ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người Tuổi Sửu ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người Tuổi Sửu là người Tuổi Hợi và người Tuổi Tý. Con số may mắn là số 5 và số 1 và màu sắc cát tường là màu nâu và màu vàng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp Tuổi Sửu trong ngày 29 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp Tuổi Dần trong ngày thứ 6, ngày 29 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 29 tháng 3 cho thấy đường tài lộc của Tuổi Dần hôm nay đang có dấu hiệu vượng phát khi mà trong ngày đang có chính quan nâng đỡ. Tuổi Dần có thể được người khác tặng quà, cho tiền hoặc mời đi ăn uống. Mệnh chủ cũng là những người phóng khoáng, thoải mái và rất linh hoạt trong mọi việc, nên ngày này cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ đối tác cũng như từ đồng nghiệp. Chính sự lạc quan đã khiến cho người Tuổi Dần trở nên trẻ trung hơn, vừa thân thiện dễ gần mà lại chiếm được thiện cảm của rất nhiều người. Hôm nay, người Tuổi Dần có thể đưa ra những quyết định khôn ngoan trong công việc nhờ có sự nhanh nhạy và sự quyết đoán. Ngoài ra, cũng nhờ những kinh nghiệm sẵn có và đầu óc phân tích nhạy bén nên người Tuổi Dần cũng hiểu rõ việc làm gì sẽ tốt hơn cho bản thân, kể cả trong những hoàn cảnh khó xử. Thêm vào đó nữa, tử vi 12 con giáp cho thấy vận trình tình cảm của Tuổi Dần hôm nay cũng đang khá vượng sắc. Trong ngày có thủy dưỡng mộc, bạn có thể gặp được những người tâm đầu ý hợp. Tuy bước đầu vẫn chỉ là bạn bè tâm giao, nhưng sau này muốn tiến xa hơn thì còn phải xem sự chủ động của cả hai tới đâu. Còn hôm nay với các cặp đôi đang yêu thì cũng cảm thấy tình cảm đã đủ chín muồi để có thể tính tới chuyện trăm năm về chung một nhà. Về tử vi tuổi Giáp Dần mệnh thủy, vận trình đang có dấu hiệu tăng tiến, nguồn thu nhập chính vẫn duy trì được sự ổn định. Về tử vi tuổi Bính Dần mệnh hỏa, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán nhanh chóng nắm bắt thời cơ để gia tăng thu nhập. Về tử vi tuổi Mậu Dần mệnh thổ, các cặp đôi yêu nhau lâu cảm thấy tình cảm đã chín muồi thì hãy bàn tính tới chuyện trăm năm. Về tử vi tuổi Canh Dần mệnh mộc, vận trình đang khá tốt, có nhiều cảm hứng hơn để giải quyết ổn thỏa mọi việc được giao. Về tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh kim, bạn đừng tìm cách làm việc một mình nên để mọi người chung vai, điều đó sẽ giúp bạn tiến xa hơn. Về sự nghiệp của người Tuổi Dần ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người Tuổi Dần ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người Tuổi Dần là người Tuổi Ngọ và người Tuổi Tý. Con số may mắn là số 9 và số 0 và màu sắc cát tường là màu xanh lam và màu bạc. Trên đây, đó là tử vi của con giáp Tuổi Dần trong ngày 29 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp Tuổi Mão trong ngày thứ 6, ngày 29 tháng 3 năm 2024. Luận giải tử vi của 12 con giáp ngày 29 tháng 3 cho thấy trong ngày có thương quan lâm vận, cũng có lời nhắc nhở người Tuổi Mão bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình. Nhất là những người có quyền cao chức trọng thì hôm nay cũng đừng tỏ ra hống hách mà có thể bị mất chức hoặc đuổi việc như chơi. Lúc này thì bạn cũng cần đề cao cảnh giác, ngay cả đó là những người thân cận bên mình. Bạn hãy học cách đối phó với bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Phương diện tài lộc của Tuổi Mão hôm nay thì cũng đang có dấu hiệu bị hao hụt. Mệnh chủ biết mình đang mắc sai lầm nhưng không dừng lại được. bạn dường như đang để cho người khác lợi dụng mình quá nhiều. Vẫn biết đó là những mối quan hệ tốt đẹp từ trước tới nay, song bạn cũng đừng vì thế mà biến mình trở thành một người ngốc nghếch. Bù lại thì tử vi 12 con giáp cho thấy ngày có ngũ hành tương sinh, ngày này mang đến những tin vui cát lành trong vận trình tình cảm của người tuổi Mão. Nếu như ai đang còn độc thân thì bạn sẽ gặp được nửa kia tâm đầu ý hợp với mình, có thể chung bước lâu dài về sau. Và có thể nói tình cảm mới bắt đầu vô cùng tốt đẹp. Bạn hãy cố gắng vun đắp, bồi dưỡng mỗi ngày để có được những hạnh phúc dài lâu như mong đợi. Về tử vi tuổi Ất Mão mệnh Thủy, có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, đặc biệt với những người làm trong các lĩnh vực như nghệ thuật hay dịch vụ. Về tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, không có gì phải e ngại khi bạn kiếm một người cộng sự để đồng hành với mình. Về tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ, bạn đừng quên học hỏi thêm những kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực mà mình đang làm việc. Về tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc, nếu không thể tự mình thực hiện các kế hoạch, bạn có thể tìm thêm những người khác để hợp tác cùng. Về tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim, tình cảm mới bắt đầu đang khá tốt đẹp, hãy cố gắng vun đắp, cùng nhau bồi dưỡng mỗi ngày. Về sự nghiệp của người tuổi Mão ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là tốt, sức khỏe là tốt và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mão là người tuổi Sửu và người tuổi Dần. Con số may mắn là số 9 và số 2 và màu sắc cát tường là màu nâu và màu xám. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 29 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày thứ 6, ngày 29 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 29 tháng 3 cho thấy trong ngày có cục diện tự hình ngáng trở. Ngày này có thể khiến cho người tuổi Thìn trở nên háo thắng. Bạn bỗng chốc cảm thấy không bằng lòng khi mà người khác thành công hơn mình hoặc nhận được nhiều lời khen ngợi hơn mình. Chính điều này đã khiến cho những kẻ xấu có cơ hội lợi dụng, khiến bạn rất dễ mắc phải những mâu thuẫn hoặc hiềm khích với người khác. Bên cạnh đó, ngày có thương quan xuất hiện thì cũng có lời nhắc nhở người tuổi Thìn. Ngày này bạn cần phải chú ý đến cách ăn nói của mình tại nơi làm việc. Bạn có thể gặp phải mâu thuẫn hoặc bất đồng với cấp trên trong công việc. Nếu như tự tin mình là người đúng thì bạn cũng nên tranh luận một cách nhẹ nhàng và văn minh để đôi bên đều thoải mái sẽ tốt hơn. Ngoài ra, chuyện tình cảm của người tuổi Thìn ngày hôm nay thì cũng gặp đôi chút muộn phiền vì trong ngày thủy thổ xung khắc. Nếu là nam mệnh thì bạn nên kiểm điểm lại bản thân, vì nếu không mang đến cho nửa kia cuộc sống tốt đẹp hơn thì đó cũng là một phần lỗi của bạn. Còn với nữ giới thì cũng đừng đòi hỏi quá nhiều mà khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Về tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh Hỏa, bạn hãy phân định rõ ràng giữa quyền lợi và trách nhiệm để tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Về tử vi tuổi Bính Thìn mệnh Thổ, tiền bạc đang tiêu tốn khá nhiều mà không giải quyết được các vấn đề một cách triệt để. Về tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh Mộc, đừng để cảm xúc lấn át quá nhiều mà lại thành thói quen. Về tử vi tuổi Canh Thìn mệnh Kim, sức khỏe hôm nay đang trở nên không được tốt, bạn cần phải lưu tâm nhiều hơn. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh Thủy, hãy lên kế hoạch cho tỉ mỉ, đặt ra các mốc nhỏ để thực hiện thay vì chỉ lo lắng cho những mốc lớn. Về sự nghiệp của người tuổi Thìn ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm cũng là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thìn là người tuổi Tý và người tuổi Hợi. Con số may mắn là số 9 và số 1 và màu sắc cát tường là màu vàng cam và màu đen. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 29 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày thứ 6, ngày 29 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 29 tháng 3 cho thấy, hôm nay có thiên tài chiếu vận, mang đến cho người tuổi Tỵ vận trình tài chính đang khởi sắc, tiền bạc có phần thoải mái hơn, rủng rỉnh hơn trong vấn đề chi tiêu. Nhất là những người làm trong lĩnh vực như kinh doanh buôn bán, thì ngày hôm nay cũng là một ngày khá may mắn khi mà hàng hóa đều bán chạy, tiền bạc thu về túi không hề ít. Còn với những người làm công lương, với tinh thần làm việc rất nghiêm túc và luôn có trách nhiệm, ngày này sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và của đồng nghiệp. Và từ đó, bạn có thêm những cơ hội nhận những công việc quan trọng mới để thể hiện tốt hơn nữa năng lực của bản thân, từ đó mở ra tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, tình cảm của người tuổi Tỵ ngày hôm nay thì lại không được như ý, vì trong ngày thủy khắc hỏa, có thể nói không có nhiều không khí vui vẻ giữa hai người. Thay vào đó là những câu chuyện thực tế về đời sống quẩn quanh cơm áo gạo tiền, khiến cho tình yêu đang dần trở nên nhạt nhẽo và dường như không còn muốn nhắc tới. Về tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, nhu cầu gia tăng thu nhập đã giúp bạn mở ra những con đường mới để khai phá tiềm năng của bản thân. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, đừng vì bận rộn quá mà lại quên dành thời gian cho những người thân thiết trong gia đình. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, bạn cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đi xa cần phải hết sức cẩn thận, kẻo gặp phải những điều bất trắc. Về tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán có một ngày rất may mắn khi hàng hóa đều bán chạy tới tấp. Về tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, nhờ có tinh thần cống hiến hết mình mà kết quả cuối cùng vô cùng khả quan. Về sự nghiệp của người tuổi Tỵ ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tỵ là người tuổi Dậu và người tuổi Ngọ. Con số may mắn là số 1 và số 9 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu xám. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 29 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày thứ 6, ngày 29 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 29 tháng 3 cho thấy, vận trình ngày mới của người tuổi Ngọ đang có thiên tài tương trợ, đem lại cho mệnh chủ một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Tuổi Ngọ có thể thở phào nhẹ nhõm khi mà mọi việc đang tiến triển đúng như những gì mà mình mong muốn và các kế hoạch mình đã đặt ra từ trước đó. Tuổi Ngọ hôm nay có thể sẽ được cấp trên đánh giá rất cao. Đà thăng tiến thì đang rộng mở ra ngay trước mắt. Điều này đã giúp cho mệnh chủ tuổi Ngọ luôn giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ trong cả một ngày dài. Không những thế, vào ngày này, những người làm công việc tự do thì có thể thu được một khoản tiền bạc kha khá nhờ những mối khách hàng mới. Đó có thể là thành quả lao động của bạn trong suốt quãng thời gian vừa qua và sẽ trở thành động lực rất lớn để bạn cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, tình cảm của người tuổi Ngọ ngày hôm nay thì lại không có tiến triển mới mẻ. Trong ngày thủy hỏa xung khắc, những người đang còn độc thân thì sẽ cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại mình đang có, tận hưởng những ngày tháng tự do tự tại, không vướng bận chuyện yêu đương hay phải gánh vác những trách nhiệm từ phía gia đình. Có thể đôi lúc bạn vẫn có những cảm giác thấy trống rỗng và thiếu vắng, nhưng tạm thời bạn vẫn chưa có ý định thay đổi tình trạng hiện tại. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh kim, công việc đang ngổn ngang khiến bạn phải đau đầu để suy nghĩ, nhất là khi còn có người nói xấu sau lưng. Về tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy, được quý nhân soi đường chỉ lối, hướng dẫn cho những cách kiếm tiền mới, nâng cao thu nhập. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa, người độc thân cảm thấy hài lòng với cuộc sống tự do tự tại ở thời điểm hiện tại. Về tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ, nếu biết thế mạnh của bản thân ở đâu thì sẽ không dễ dàng bị ngoại cảnh tác động. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc, đôi khi đúng sai thì cũng không quá quan trọng bằng việc bạn đã học được điều gì từ thực tế đó. Về sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Ngọ là người tuổi Mão và người tuổi Dần. Con số may mắn là số 7 và số 9 và màu sắc cát tường là màu đỏ và màu tím. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 29 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày thứ 6, ngày 29 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 29 tháng 3 cho thấy trong ngày có kiếp tài ngáng trở. Ngày này có lời nhắc nhở người tuổi Mùi bạn nên thận trọng vì sự nghiệp của bạn có thể bị tiểu nhân gây hại, gièm pha, nói xấu sau lưng. Mặc dù chỉ là những chuyện rất nhỏ nhưng bạn vẫn nên hết sức chú ý. Làm mọi việc thì cũng cần phải bình tĩnh và nên tuân thủ những quy định đã đặt ra. Và nếu như có lỡ làm sai bất cứ điều gì thì bạn cũng nên tự tìm đường lui hoặc tìm đến những người giàu kinh nghiệm để xin sự giúp đỡ kịp thời. Bên cạnh đó, đường tài lộc của người tuổi Mùi ngày hôm nay thì cũng không quá may mắn. Hung tinh này xuất hiện còn mang tới những sự ảnh hưởng tiêu cực, khiến bạn trở nên quá mức kiêu ngạo và lại có phần chủ quan, từ đó rất dễ gây ra mất lòng người khác. Và bạn thì không muốn nghe theo bất kỳ ai, nên rất dễ đưa ra những quyết định không được chuẩn xác. Không những thế, tử vi 12 con giáp cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi Mùi ngày hôm nay cũng không được may mắn vì đang trong ngày thủy thổ xung khắc. Các cặp đôi thì bất đồng, tranh cãi, không khí gia đình thì có phần nhạt nhẽo vì bạn đang quá bận rộn, quá mải mê với công việc mà cũng không có đủ thời gian để quan tâm tới những người thân của mình. Tuổi Mùi chớ nên để tình trạng này diễn ra quá lâu, kẻo có thể khiến cho tình cảm đứng trên bờ vực tan vỡ. Về tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, khi mà có cơ hội cải thiện tình hình tài chính thì bạn cũng cần phải nhanh chóng nắm bắt, không nên do dự. Về tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, nên thay đổi cách sử dụng tiền bạc càng sớm càng tốt nếu không muốn rơi vào tình trạng bí bách. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, vì bất cẩn nên có thể mắc phải những sai sót khó có thể sửa chữa. Về tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, đường tình duyên diễn ra đang tốt đẹp, cả hai luôn tin tưởng và trao trọn tình cảm cho đối phương. Về tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, sức khỏe hôm nay không được tốt, khiến cho tốc độ làm việc đang chậm lại, rất dễ cảm thấy mệt mỏi ở dịp cuối ngày. Về sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm cũng là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mùi là người tuổi Tỵ và người tuổi Dậu. Con số may mắn là số 6 và số 9 và màu sắc cát tường là màu vàng cam và màu bạc. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 29 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày thứ 6, ngày 29 tháng 3 năm 2024. Luận giải tử vi phương Đông cho thấy vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thân hôm nay đang tiến triển rất suôn sẻ nhờ trong ngày đang có thiên ấn lâm vận. Tuổi Thân thường tự giải quyết được tất cả các vấn đề khó khăn nhờ vào kinh nghiệm và bản lĩnh của mình. Cũng vì thế mà bạn thường được mọi người tin tưởng và giao cho những công việc quan trọng. Hôm nay, chuyện làm ăn của mệnh chủ tuổi Thân cũng có nhiều chuyển biến khởi sắc hơn. Bạn tìm được những đối tác làm ăn phù hợp rất đáng tin cậy. Đôi bên tin tưởng lẫn nhau và cùng tạo ra những lợi nhuận cho cả hai. Hơn thế nữa, cả hai còn có thể hợp tác gắn kết lâu dài trong tương lai. Không những thế, lần giải tử vi 12 con giáp cho thấy trong ngày còn có tam hợp cục nâng đỡ đã giúp cho mệnh chủ tuổi Thân có một ngày vô cùng dễ chịu. Đi đến đâu, làm việc gì cũng đều có những người đứng ra giúp đỡ. Tình cảm gia đình thì tốt đẹp, các mối quan hệ xã giao hài hòa, đôi lứa thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau. Người yêu lâu cũng có thể bàn tính tới chuyện cưới xin về chung một nhà. Cơ thể và sức khỏe luôn ổn định thì sẽ giúp cho bạn có được những cơ hội để theo đuổi những tham vọng trong cuộc sống. Về tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, có cơ hội kiếm tiền bên ngoài, không phải tốn nhiều thời gian và công sức, vẫn có tiền bạc cầm tay. Về tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, nhân duyên phơi phới nhưng cần phải biết nắm giữ, không nên dễ dàng tin theo lời đường mật. Về tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, nhận được những lời khen ngợi của cấp trên và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp xung quanh. Về tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, sự thông minh và nhạy bén có thể giúp bạn tạo ra những thành công khiến nhiều người cũng đều ngưỡng mộ. Về sự nghiệp của người tuổi Thân ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thân là người tuổi Tý và người tuổi Ngọ. Con số may mắn là số 7 và số 1 và màu sắc cát tường là màu xám và màu đen. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 29 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày thứ 6, ngày 29 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 29 tháng 3 cho thấy, đón ngày mới thì vận trình tình cảm của tuổi Dậu không được như ý muốn. Trong ngày có ngũ hành tiêu hao, nhiều ý kiến bên ngoài thì khiến cho bạn có những suy nghĩ khác về người ấy. Khi mà đã thiếu đi lòng tin và nền móng tình cảm đang bị lung lay, thì chuyện đôi bên có thể bước tiếp hay không rất khó có thể nói trước được. Tuy nhiên, ngày này thì người tuổi Dậu lại gặp được những điều may mắn nhờ có lục hợp xuất hiện và nâng đỡ. Có người ở bên tương trợ nên tài chính trong ngày cũng hanh thông, rộng mở hơn. Tuổi Dậu có thể tiến hành các công việc quan trọng như gặp gỡ khách hàng, ký kết hợp đồng làm ăn mới. Nếu như hợp tác với những người như tuổi Tỵ hay tuổi Sửu thì tương lai sẽ rất tốt và có thể làm việc với nhau lâu dài, không phải lo thất bại. May mắn hơn nữa, các mối quan hệ xã giao của tuổi Dậu hôm nay cũng đang rất hài hòa. Điều này còn giúp cho mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc những người có cùng chung chí hướng với mình. Đôi bên thì cùng có thể trao đổi, thảo luận và bắt tay hợp tác thực hiện những dự án mới. Về tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy, ý kiến ngoài luồng có thể khiến cho bạn thiếu đi lòng tin và nền móng tình cảm đang bị lung lay. Về tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, có những hình mẫu giúp bạn tin vào mối quan hệ chân thành để đôi bên cùng giúp nhau tiến bộ. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, sự đóng góp ý kiến của mọi người sẽ giúp bạn có thể hoàn thiện các kế hoạch đang còn dang dở. Về tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, có cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, chỉ cần bạn nhanh tay biết nắm bắt thời cơ. Về tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, cần phải quản lý chi tiêu chặt chẽ hơn nữa, hạn chế mua sắm những món đồ không cần thiết. Về sự nghiệp của người tuổi Dậu ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm cũng là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dậu là người tuổi Thân và người tuổi Hợi. Con số may mắn là số 7 và số 9 và màu sắc cát tường là màu nâu và màu vàng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 29 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Và ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày thứ 6, ngày 29 tháng 3 năm 2024. Luận giải tử vi của 12 con giáp cho thấy vận khí tương xung xuất hiện và án ngữ. Điều này thể hiện khá rõ người tuổi Tuất đang có nguy cơ phải đối mặt với họa tiểu nhân. Ngày này có người muốn gây hại cho bạn, và đó thì có thể là bạn bè, là cấp dưới hoặc đồng nghiệp muốn cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, khi mà mọi việc chưa thực sự rõ ràng thì bạn cũng đừng vội nói thẳng ra. Bạn hãy thu thập đủ thông tin rồi mới ba mặt một lời với đối phương, như vậy mới là cách tốt nhất. Bên cạnh đó, hôm nay người tuổi Tuất cũng nên giữ cho mình sự bình tĩnh và tinh thần sáng suốt để giải quyết mọi vấn đề trong công việc. Bạn không nên lơ là, kẻo có kẻ gian có cơ hội làm hại bạn. Đừng vì những lời dụ dỗ đường mật mà lại vội vàng tin tưởng, để rồi công sức vất vả khó lắm mới gây dựng được lại bỗng chốc tan biến. Luận giải tử vi của 12 con giáp cho thấy ngày thủy thổ xung khắc cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho chuyện tình cảm của người tuổi Tuất bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực. Tình cảm vợ chồng thì ngày càng trở nên nhạt phai. Hai người thờ ơ khi mà không còn quan tâm nhiều tới cảm xúc của đối phương, chỉ là đi làm rồi tối lại về, giống như những người ở chung một mái nhà. Tình cảm đang thiếu đi sự gắn kết và sự yêu thương cần thiết. Về tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh Hỏa, bạn nên biết mình có thể làm gì và không thể làm gì. Đừng nghe theo lời người khác mà lại đi sai hướng. Về tử vi tuổi Bính Tuất mệnh Thổ, hãy tìm đến sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh nếu bạn đang cảm thấy bế tắc. Về tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh Mộc, những kẻ xấu xung quanh cảm thấy ghen tị với những thành quả mà bạn đang có. Về tử vi tuổi Canh Tuất mệnh Kim, tình hình sức khỏe đang bị ảnh hưởng khá nhiều. Hãy dành thêm thời gian để nghỉ ngơi. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh Thủy, bạn hãy tỏ ra thẳng thắn, tránh vòng vo suy đoán, vì điều này chỉ khiến cho niềm tin bị xói mòn đi. Về sự nghiệp của người tuổi Tuất ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tuất là người tuổi Thân và người tuổi Dần. Con số may mắn là số 9 và số 1 và màu sắc cát tường là màu vàng và màu đen. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 29 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Và cuối cùng, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 29 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy hôm nay ngày mới nhờ có chính quan tương trợ, nên người tuổi Hợi sẽ đón một ngày làm việc khá thuận lợi. Tài lộc thì đang dần vượng phát, công danh đang dần rộng mở hơn. Nếu mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì bạn chỉ cần chuyên tâm làm việc, đừng tìm kiếm thêm những mối bận tâm khác. Hãy để cho bản thân mình được hưởng những thành quả sau những sự cố gắng và nỗ lực vừa qua. Hôm nay cũng là một ngày thuận lợi cho người tuổi Hợi nếu như bạn đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp. Các tinh này mang lại cho mệnh chủ sự thông minh, nhanh trí để giải quyết các vấn đề bất ngờ trong công việc. Mọi người thì đều khen ngợi về tài năng cũng như khả năng vượt trội, khiến bạn cũng cảm thấy vui, vì thực tế tất cả dường như đều đang nằm trong tầm tay của bạn. Tuy nhiên, luận giải tử vi của 12 con giáp cho thấy ngày thủy khí đang vượng, cũng có lời nhắc nhở người tuổi Hợi bạn cần phải chú ý đến các vấn đề sức khỏe, nhất là các vấn đề liên quan tới tim mạch. Với những người cao tuổi đang có tiền sử về bệnh này thì càng phải nên tránh sự kích động, nên luyện tập thể dục thể thao ở mức vừa phải, vận động nhẹ nhàng phù hợp với bản thân, và cũng nên cân bằng giữa thời gian cho công việc và nghỉ ngơi sao cho tốt nhất. Về tử vi tuổi Ất Hợi mệnh Hỏa, nếu như không tiếp tục cố gắng, bạn sẽ nhanh chóng tụt hậu, tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Về tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh Thổ, mọi vấn đề liên quan tới tiền bạc đều được giải quyết dễ dàng và nhanh chóng. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh Mộc, bạn vốn là người tự tin và có ý thức trách nhiệm rất cao, nên công việc cũng trở nên thuận lợi. Về tử vi tuổi Tân Hợi mệnh Kim, vận đào hoa trong ngày đang rất tốt, rất có lợi cho những người đang còn độc thân tìm kiếm nửa kia ưng ý. Về tử vi tuổi Quý Hợi mệnh Thủy, có thể vẫn có một vài khó khăn ngáng đường, nhưng bạn hãy luôn cố gắng hết mình để vượt qua. Về sự nghiệp của người tuổi Hợi ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Hợi là người tuổi Tý và người tuổi Dần. Con số may mắn là số 1 và số 9 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu tím. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 29 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo.